Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 10 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em một cái bài 26 và giải viết cho các em tất cả bài tập, trong đấy có 5 bài tập đúng không nào? Và chúng ta đã biết cách trình bày cái không gian mẫu này, rồi các cái biến cố cũng như là biến cố đối của biến cố đó, rồi chúng ta đã biết cách tính cái xác suất. Nhưng mà trong cái bài 26 em, thường thì người ta ra những cái phần không gian mẫu dưới dạng là hiểu hạn, thì chúng ta có thể kiểm đếm một cách gọi là tính nhẩm và liệt kê được. Nhưng mà cũng có những cái không gian mẫu và những biến cố chúng ta không thể nào mà liệt kê ra hết tất cả phần tử được. Nên bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp. Trong đây người ta đưa ra ba biện pháp nha. Một đó chính là sử dụng phương pháp tổ hợp. Tổ hợp là C, chập K của N phần tử thì chúng ta biết công thức chúng ta tính rồi đúng không nào? Hoặc là chúng ta sử dụng cái phương pháp sơ đồ hình cây, hoặc là chúng ta sử dụng cái biến cố đối. Biến cố đối thì để tính xác suất của ví dụ B và B trừ, thì để tính xác suất của biến cố B thì chúng ta lấy 1 trừ cho xác suất của biến cố B trừ thì nó ra xác suất của biến cố B, thì nó đã có công thức thì chúng ta học rồi chúng ta sẽ biết em nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần 1, đó chính là sử dụng cái phương pháp tổ hợp. Sử dụng phương pháp tổ hợp em nha. Tổ hợp là ký hiệu chữ C. Ok. Ta đi sang hoạt động 1 này. Theo định nghĩa cổ điển của xác suất, để tính xác suất của biến cố F, bạn An trúng giải độc đắc. Trời ơi, giải độc đắc bữa nay là mấy số em? 6 số. Thì 6 số đấy thì em biết rằng là ví dụ chữ số A đi là có mấy cách chọn. Từ A thì tại vì cái số độc đắc này thì nó lấy luôn cả chữ số 0. Có đúng không? Là 10 cách chọn tương tự như vậy. B là 10, C là 10, tại vì các chữ số nó có quyền là giống nhau mà. Như vậy là 6 chữ số 0 là bao nhiêu em? 1 triệu à. Bàn An trúng giải độc đắc như đây. Bàn An trúng giải độc đắc và biến cố G bàn An trúng giải nhất, ta cần xác định cái không gian mẫu và omega là tổng ấy. Rồi gì nữa đây? Là bàn An trúng độc đắc đúng không? Và N là của gì? Trúng giải nhất. Liệu có thể tính được cái này hay không? Rồi kiểm đếm được không? Thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà chúng ta ghi đây là không thể. Ta ghi đây là không thể. Đúng nè. Chúng ta ghi là không thể. Không thể. Đây. Bắt đầu từ này này. Không thể tính được cái này bằng cách gì đó. Ghi tới chỗ đây. Ta bỏ chữ không đi. Kèm thêm chữ không chỗ này. Không thể. Không thể tính gì đó, ta tới chỗ kiểm đếm được. Được chưa? Rồi xong. Chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Trong nhiều bài toán để tính số phần tử của không gian mẫu, nghĩa là N của omega đấy. Đó nào. Của các biến cố, ta thường sử dụng các quy tắc là gì? Quy tắc đếm. Quy tắc đếm thì chúng ta được học rồi. Có hai quy tắc, đó chính là quy tắc cộng, quy tắc nhân. Hoặc là các công thức có số gì, tính số hoán vị này, chỉnh hợp, tổ hợp. Hoán vị chúng ta là B, B giải thừa không? Chỉnh hợp là A và tổ hợp là C. Đôi khi người ta gọi là đại số tổ hợp, là sự kiểm đếm không cần phải liệt kê. Bây giờ người ta đi sang ở ví dụ 1. Ở đây thì người ta đã giải em rồi. Vâng. Mọi một tổ trong lớp 10A có 10 học sinh, trong đó có 6 nam và 4 nữ. 6 nam này và 4 nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong tổ đó để tham gia đội tình nguyện mùa hè xanh. Tính xác suất của hai biến cố sau, 6 học sinh được chọn đều là nam. Đều là nam hết. Trong 6 học sinh được chọn có 4 nam và 2 nữ. Thì đây người ta sử dụng cái tổ hợp thôi. Như vậy thì ở đây cái không gian mẫu này, chọn 6 học sinh trong 10 học sinh là không mẫu ta là bằng 210. Như vậy thì ở đây á, tập hợp C chỉ có mấy phần tử? Tại vì 6 mà chọn 6 thì nghĩa là C66. C66 thì bằng 1. Đây. Hiểu không? Nghĩa là N của C là bằng tổ hợp chập 6 của 6 phần tử thì nó sẽ bằng 1. Nhưng mà chúng ta lấy 1 chia cho gì? 1 chia cho 210. Được chưa? Bây giờ có 4 nam và 2 nữ. Thì trong 6 nam này chúng ta chọn ra 4 nam thì nó tổ hợp chập 4 của 6, 4 nữ này tổ hợp chập 2 của 4, thì chúng ta tính ra và lấy hai này nhân lại với nhau là ra
Đây, 90 phần tử. Sau đó các em lấy 90 chia cho 210, kết quả đây là bằng 3/7. Tại vì phần tổ hợp hóa vị các kiểu người ta đã học ở trong cái chương chương trước rồi, chương 8 rồi. Thì cái này người ta đọc và người ta sẽ biết ngay thôi nha. Ta đi xem phần tiếp theo ở cái trang 84 nha. Ta đi sang phần luyện tập 1 nè. Một tổ trong lớp 10B có 12 học sinh. Thầy đang tóm tắt đề bài nha, trong đó có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Đó. Âm thịnh dương si ha. Giáo viên chọn ngẫu nhiên là 6 học sinh. 6 học sinh chúng ta hình dung trong này. Ở đây á, tổng ta N chúng ta đây bằng 12. Trong nó sẽ chọn ở đây là 6, nghĩa là K chúng ta là bằng 6. Và chọn ngẫu nhiên thì nghĩa là ở đây là không phân biệt nam nữ gì cả, chọn ngẫu nhiên là 6 thôi. Các em hiểu nào? Như vậy cái không gian mẫu, số phần tử không gian mẫu đó chính là bằng gì? Tổ hợp chập 6 của 12 phần tử. Đúng không? Ta bấm máy tính ra luôn nha. Ở đây là 12 phần tử, chúng ta bấm shift chia 6. 924 phần tử nè. Rồi. Tính xác suất để trong 6 học sinh được chọn số học sinh nữ và nam bằng nhau. 6 học sinh thì nam nữ bằng nhau, nghĩa là mấy nam mấy nữ? Sẽ là 3 nam 3 nữ. 3 nam 3 nữ đúng không? 6 học sinh thì để bằng nhau thì 3 nam và 3 nữ. 3 nam và 3 nữ. Như vậy 7 nam mà chúng ta chọn lấy 3 nam thì nó chính là tổ hợp chập mấy? Nó sẽ là tổ hợp chập 3 của 7 phần tử nhân cho tổ hợp chập mấy? Chập 3 của 5 phần tử. Cái này cũng dễ đúng không nha? Khi chúng ta hiểu về tổ hợp rồi dễ. 7 shift chia 3 nhân ở đây cho 5 shift chia 3. Như vậy đây sẽ bằng là 350. Như vậy thì cái xác suất B của biến cố này đó nè, ở đây chúng ta gọi nó là một cái biến cố A đi. Biến cố A thì sẽ bằng là ở đây NA đúng không? Thì bằng NA chia cho N của không gian mẫu. Ở đây bằng 350 chia cho 924 thì xác suất coi thì bằng bao nhiêu? Không phẩy 3 chu kỳ vị 8. Đó. Hiểu chưa? Vậy thôi. Rất là dễ luôn. Ok. Đây thầy đã chuẩn bị, quan trọng ta hiểu, còn cái việc mấy cái này thầy chuẩn bị sự lập luận ở trên đây rồi. Các em yên tâm nha. Tại vì những cái phần mà tổ hợp chỉnh hợp rồi thường là thầy in sẵn cho các em. Tại vì ghi rất là nhiều. Quan trọng là thầy đã giảng rồi thầy mới đưa ra, thầy đã làm ra kết quả luôn rồi đó. Nhưng mà thầy chỉ nói thôi chứ không ghi. Ở trên đây là có ghi luôn, thì các em ghi một cách bài bản vào ở trong vở cho thầy nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần 2. Như vậy chúng ta đã đi xong phần tổ hợp rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta đi sang sơ đồ hình cây. Sơ đồ hình cây thì cũng dễ thôi. Rồi chúng ta đi sang phần 2, đó chính là sử dụng sơ đồ hình cây em. Chúng ta sẽ đi sang cái hoạt động 2. Như này em. Trong trò chơi vòng quay may mắn, người chơi sẽ quay hai bánh xe, nghĩa là quay đồng thời hai bánh xe này, nghĩa là quay cái này và quay cái này luôn. Ha. Nghĩa là bây giờ ví dụ mũi tên này nó chọn loại là loại xe 50cc và loại xe là 110cc, 50cc ví dụ xe cúp đồ em. Hay ví dụ cái thằng này là ví dụ quay alpha rồi đấy. Thì trong đây nó tương ứng với cái màu, ví dụ thầy quay ở đây. Nếu mà hiện tại cái mũi tên nó đang chỉ vào đây và chỉ vào đây, nghĩa là chúng ta đã quay được cái loại xe đó chính là 50cc và màu gì? Màu xanh này. Như vậy thì một anh này sẽ kết hợp với mấy màu bên đây? Bốn màu, nghĩa là 50cc kết hợp với màu xanh, màu đen, màu trắng, màu cam. Tương tự như vậy thì 110cc thì nó sẽ kết hợp bốn màu này. Khi mà người ta vẽ sơ đồ hình cây thì bây giờ này, người ta nói như gì đây? Vị trí của mũi tên trên hai bánh xe sẽ xác định người chơi nhận xe gì? Phép thử T. Phép thử T là quay hai bánh xe, hệ vị sơ đồ hình cây mô tả. Thì chợ nó rất là dễ luôn nha. Ví dụ như ở đây là 50cc thì đây mấy màu? Bốn màu. Ví dụ như đây là màu xanh đúng không? Rồi màu đen, màu trắng, rồi đây là màu đỏ đúng không? Tương tự như vậy, đây 110cc thì chúng ta
Vậy ra bốn ô ra như vậy, hiểu không? Đấy. Vậy đó. Ví dụ như đây là cũng là xanh, rồi đỏ, rồi trắng, rồi đen. Đó. Sơ đồ hình cây là như vậy. Xong, chẳng làm gì cả. Hiểu chưa? Rồi, tiếp. Sơ đồ hình cây xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ sang ở phần này. Trong một số bài toán phép tử T, rồi xét liên tiếp 4 lần lấy 3 viên, mỗi viên từ một hộp, khi đó ta sử dụng sơ đồ hình cây. Cái này chúng ta đọc nha. Ví dụ 2 này, có 3 chiếc hộp. Hộp 1 chứa 3 viên bi, 1 đỏ, 1 xanh, 1 vàng. Hộp 2 là xanh. Thì ở đây chúng ta biểu diễn hộp 1 trước này, thấy không? Hộp 2 ở đây là bi xanh này, đây là hộp 2 này, hộp 2 này và hộp 3. Sau đó ví dụ chúng ta lấy này, bắt đầu này. Ví dụ như là vàng, xanh, vàng chẳng hạn đi. Đó, cứ như thế chúng ta sẽ vẽ ra, được chưa? Đây. Đỏ xanh đỏ này. Đỏ xanh đỏ này, đỏ xanh xanh này. Đó thấy không? Rồi, như đó, đỏ vàng đỏ này. Đỏ vàng đỏ này, đỏ vàng xanh này. Rồi tới này là xanh xanh đỏ này, xanh 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 này, xanh xanh vàng đỏ này, xanh vàng xanh. Đúng không? Vàng xanh đỏ, vàng xanh xanh, vàng vàng đỏ, vàng vàng xanh. Đấy. Sau đó chúng ta đến được cái không gian mẫu của nó thôi. Hiểu chưa? Rồi tiếp tục. Thì phần này thì tùy theo cái biến cố người ta chọn ra thôi. Ví dụ như cái biến cố đó, rồi đây, có bi xanh này. Thấy chưa nào? Năm phần 12. Bây giờ thầy sẽ làm cho em ở cái hoạt động 2. Trở lại vòng chơi, vòng may mắn ở hoạt động 2. Tính xác suất được người chơi nhận được loại xe 100cc có màu trắng hoặc là màu xanh. Màu trắng hoặc là màu xanh. Như vậy thì hồi nãy cái, rồi bây giờ cái không gian mẫu của chúng ta hồi nãy là bao nhiêu? Hồi nãy 50cc. 50cc cái không gian mẫu của chúng ta, cái không gian mẫu của chúng ta có phải là hai loại xe và bốn loại màu, thì 2 x 4 là bằng 8 này. Đúng không? Thì người nhận có thể chơi chơi nhận được là 10cc màu trắng hoặc là màu xanh, thì chứng tỏ nó có hai máy, nó có hai khả năng xảy ra. Ấy, ở đây là biến cố A đi. Đây gọi là biến cố A này. Được nè, như vậy thì cái xác suất B của A thì sẽ bằng là N của A chia N không gian mẫu, thì sẽ bằng 2 chia 8 là bằng 1/4, nghĩa là bằng 0.25. Đúng không? Vậy thôi. Ok. Nha. Đây, thầy chuẩn bị cho các em để phần lập luận. Được chưa nào? Đó, tại sao nó ra được 1/4 đã hiểu chưa? Thì chúng ta đếm thôi, hết đâu theo sơ đồ cây đấy, chúng ta đếm thôi. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 3 các em. Luyện tập 3 nha. Ok. Rồi. Luyện tập 3 người ta hỏi gì đây? Trong một cuộc tổng điều tra dân số, điều tra viên chọn ngẫu nhiên một gia đình có 3 người con. 3 người con. Như nhà thầy là có 2 người con. Bị Như là gái và Bảo là trai ha. Và quan tâm tới giới tính của 3 người con này. Ở đây người ta chưa nói cái giới tính mà nói 3 người con thôi. Thì 3 người con này có khả năng là các trường hợp nào xảy ra? Có thể là gì? 3 đứa con trai hoặc 3 đứa con gái, hoặc là một trai hai gái hay hai gái một trai gì đó ha. Câu A này. Vẽ sơ đồ hình cây để mô tả các phần tử của không gian mẫu. Bây giờ con đầu. Bây giờ con đầu chúng ta có khả năng là đây. Chúng ta có thể ghi theo chiều này, con đầu. Nghĩa con đầu tiên ấy. Thì con thì giới tính thì chỉ có hai giới tính thôi. Một là trai, hai là gái. Đúng không? Ở đây là gái này. Ở đây là trai. Được không? Con đầu. Đó. Giờ chúng ta ghi con đầu ở phía bên đây đây, con đầu. Con hai. Con thứ hai. Con thứ hai thì cũng có khả năng là trai hoặc gái đúng không?
Nghĩa là ở đây là G là gái nha anh em. Và T là trai. Đấy. Chúng ta nên vẽ sơ đồ hồn cây như này thì nó mới ra được con thứ ba. Con thứ ba thì cũng có khả năng là gì? Gái hoặc là trai. Gái hoặc là trai. Bên đây cũng vậy, gái hoặc trai đúng không? Đấy. Đã chia ra gái hoặc trai. Rồi. Bây giờ chúng ta đi này. Gái 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 là ba gái, nhà ba gái, hoặc là gái gái trai là hai gái một trai, gái trai gái, gái trai trai, đúng không? Trai gái gái, trai gái trai, trai trai gái, trai trai trai. Được không? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể ra được là gì nè? Trong đó nhớ là G đây chính là gì? Là gái này. Và T này chính là gì? Là trai. Chúng ta sẽ đếm thôi. Gái gái gái. Ở đây người ta hỏi như đây, vị sơ đồ hồn cây mà mô tả không gian mẫu. Phần nào? Nhưng mà thì cái không gian mẫu các kết quả có thể có này. Cái không gian mẫu của chúng ta ở đây sẽ là gì nè? Thêm điểm này. Gái 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 đúng không? 3G đúng không? Gái 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 một trường hợp, gái gái trai. Gái trai gái. Đây gái trai gái này, gái trai trai. Trai gái gái. Trai gái trai. Trai trai gái hoặc là trai trai trai. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy từ đây chúng ta suy ra cái N của không gian mẫu chúng ta là bằng mấy? Bằng 8. Bằng 8. Rồi xong. Câu B. Giả thiết rằng khả năng sinh con trai và khả năng sinh con gái là như nhau, tính xác suất được gia đình đó có một con trai và hai con gái. Một trai và hai gái. Một trai hai gái. Như vậy trong đây chúng ta cứ lấy cái anh nào một trai hai gái như là T, G, G đấy. Anh nào có T, G, G thì em lấy. Như vậy chúng ta gọi biến cố A. Gọi biến cố A. Đó chính là gia đình có một con trai, hai con gái đúng không? Gia đình có một trai, hai gái. Như vậy cái A đây là có khả năng xảy ra ở đây. Gái gái trai này. Gái gái trai này. Gái trai gái. Đúng không? Nghĩa là 2G chúng ta phải chọn đây. T, G, G này, trai, gái, gái này. Nghĩa trai đầu và hai gái sau. Rồi chỉ có 3 thôi. Đúng, chỉ có 3 thôi, 3 trường hợp này xảy ra thôi. Như vậy từ đây chúng ta suy ra N của A ở đây sẽ bằng là 3. Ở đây người ta yêu cầu tính xác suất đúng không? Rồi, vậy BA sẽ bằng N của A chia N của không gian mẫu. Như vậy bằng 3 phần mấy? 3 phần 8. Đây. Hiểu không? Đây nghe. Em đã rõ chưa nào? Như vậy chúng ta đã xong ở phần này phải không? Tiếp tục nghe. Hiểu được cái phần này em thấy nó cũng khá là hay đúng không nghe? Để trở thành gấp cái tờ giấy. Chúng ta sẽ đi sang phần 3 nghe. Đó chính là xác suất của biến cố đối. Ta đi sang hoạt động 3 này, cho y là một biến cố omega là không gian mẫu, tính n của biến cố đối của y theo này, thì ở đây chúng ta có là gì? N của biến cố đối, đây biến cố đối là có gạch trên đây này, sẽ bằng n, nhớ là n của không gian mẫu trừ đi cho n của gì? Của y nha. Đó. Đó. Xong, ta có công thức này. Rất là dễ luôn. Cho y là một biến cố, xác suất của biến cố đối liên hệ xác suất y bởi công thức này. Nha, ok. Ta ghi giùm thầy vô. Ở đây ví dụ 3 này, chọn ngẫu nhiên hai số từ cái tập từ 1 tới 9 gọi H là biến cố. Trong hai số được chọn có ít nhất là một số chẵn. Cứ ít nhất là một số chẵn thì đây
Ở đây người ta yêu cầu là mô tả không gian mẫu này, biến cố H là tập con nào của không gian mẫu tính hàng này. À, như vậy thì ở đây người ta nói là không gian mẫu thì nó sẽ thay đổi từ 1 tới 9 này. Tổ hợp chập 2 của 9. Lấy 1 trừ ra. Nha. Rất là dễ. Chú ý. Trong số bài toán, nếu tính trực tiếp xác suất của biến cố gặp khó khăn, ta có thể tính gián tiếp bằng cách tính xác suất của biến cố đối. Nghĩa là sau khi chúng ta ví dụ để tính xác suất của BA, chúng ta có thể tính xác suất của biến cố đối, đó chính là A gạch và các em lấy 1 trừ ra. Thì xong. Hiểu chưa? Rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, trang 86 em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm ở hai phần nữa các em. Một là phần luyện tập 4, hai là phần vận dụng nữa ha. Ta đi sang phần luyện tập 4 em. Luyện tập 4. Có 3 hộp ABC. A B C. Hộp A có chứa 3 thỉa mang số 1, 2, 3. Hộp B có chứa 2 thỉa, đó chính là số 2 với lại số 3. Và hộp C chứa 2 thỉa, đó chính là số 1 và số 2. Từ mỗi hộp ta rút ra ngẫu nhiên 1 thỉa. Từ mỗi hộp thì rút ra ngẫu nhiên là 1 thỉa ha. Vì sơ đồ hình cây để biểu mô tả các phần tử của không gian mẫu thì đây nó cũng rất là dễ. Đây, hộp A chúng ta là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hộp B chúng ta là gì? 1, 2. Đây là 1, 2. Và thằng này cũng là 1, 2. Xuống đây chỉ ra ra là 1, 2 tiếp. Đấy, hộp B là 2, 3 chứ. Đây 2, 3. Hộp C này cũng 1, 2. Đây chỉ ra 1, 2 này. Ở đây chỉ ra 1, 2. Do vỉ nó hơi nhỏ, đây 1, 2. Vỉ hơi nhỏ các em ha. Ta hiểu như thế. Rồi. Gọi M là biến cố gì đây? Gọi M là biến cố trong 3 thì rút ra có ít nhất là Các em để ý này, từ này này, có ít nhất là 1 thì là số 1. Ít nhất là nghĩa là có thể là 1 thì hoặc là 2 thì và cỡ cả là 3 thì đều là số 1, nghĩa là 1 1 1 hoặc là cỡ cả là 3 thì này là đều số 1. Chúng ta hiểu nè. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên tìm cái biến cố đối của nó. Tìm biến cố đối nghĩa là cái thỉ rút ra nó không có cái số 1. Ở đây chúng ta để ý này, có ít nhất là 1 thỉ số 1. Bây giờ chúng ta đi tìm biến cố là không có, trong 3 thỉ ra không có cái thỉ nào là số 1 cả. Sau đó chúng ta tính xác suất rồi chúng ta đi trừ ra là nó dễ hơn. Các em hiểu nè, nghĩa là chúng ta có thể tính cũng được, tính hai cách ví dụ. Trong đó là ví dụ như 1, 2, 3, trong đó có thỉ số 1 này, hoặc là 1, 1, 3, trong đó có 2 thỉ số 1. Ít nhất là có thỉ số 1 cơ mà. Em hiểu nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, cái câu A là sẽ đồn cây đúng không? Câu B này, câu B thì chúng ta gọi M là cái biến cố là rút ra đi, là có ít nhất là thỉ thỉ số 1 ấy. Thì bây giờ chúng ta đi tìm M gạch ở đây, đó chính là trong 3 thỉ rút ra, trong 3 thỉ rút ra là không có thỉ số 1. Không có thỉ số 1. Nghĩa là ví dụ như chúng ta rút ra ví dụ 2, 2, 3 chẳng hạn thì không có thỉ số 1, các em hiểu không nào? Như vậy thì các bỏ chứng tỏ bỏ cái nhánh 1 này đi, tại vì lúc nào nó không có số 1. Chứng tỏ bắt đầu từ cái nhánh 2 này. Nhánh 2 này thì nó sẽ là bỏ ngay chỗ số 1 này, nó sẽ là 2, 2. À, 2, 2, 2 đúng không? Như vậy M ở đây là bao gồm thầy nói 2, 2, 2 này. Hay là 2, 3, 2. 2 3, 2, 2. Hoặc là 3, 3, 2. Như vậy N của M gạch này là bao nhiêu này? Vector 1, 2, 3, 4. Đúng không? Còn N không gian mẫu, N không gian mẫu chúng ta đây là mấy này? Ta nhân mình đâu? Ở đây là 2, ở đây là 3 đúng không? Ở đây 2, ở đây 2. Em lấy 3 nhân 2 nhân 2 là bằng 12 đúng không? Ở đây là 12. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra cái xác suất của BM trừ gạch ở đây là sẽ bằng là 4 phần 12, rút gọn ở đây bằng 1 phần 3 đúng không? Nên từ đây chúng ta suy ra BM này sẽ bằng 1 trừ cho BM trừ ở đây, M gạch đây sẽ bằng 1 trừ 1 phần 3. Thì ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 2 phần 3. Xong, đấy.
Ta hiểu do hiểu làm ngược cho nè. Biến cố đối chúng ta là như vậy. Nên là nói ít nhất thì bây giờ nói quốc là không 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 có thì số 1. Hiểu chưa nào? Đây thầy có in cái lời giải ra cho nó các em nhìn cái sơ đồ cho nó rõ hơn. Được không nào? Chứ hôm nay thầy vẽ sơ đồ coi thì có vẻ khó nhìn quá. Đó, rất là dễ, không có khó. Đây các em. Đó, ok. Chưa, ta đi sang phần vận dụng nghiêm nhá. Được chưa nào? Phần vận dụng nghe em. Giải bài toán mở, bài toán trong tình huống mở đầu, hướng dẫn vì omega. Ở đây người ta đã có hướng dẫn rồi này. Theo vì thực nhân. Thì ở đây chúng ta sẽ trong phần mở đầu thì chắc có lẽ chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Cái BF, cái xác suất của F á, là sẽ bằng N của F chia cho N của omega, sẽ bằng 1 trên cho tổ hợp chập 6 của 45 em nha. Còn BG thì bằng NG chia cho N của omega thì bằng ở đây là 234 chia cho tổ hợp chập 6 của 45 nha. Phần này thì giáo viên chắc chắn sẽ hướng dẫn cho các em. Ở đây thầy đã chuẩn bị sẵn này các em này. Nói mà để trúng giải độc đắc thì thôi chứ. Nghe chua quá hay. Em có thể ghi vô nha. Đây có thể bấm dừng màn hình lại để em ghi chép nhé. Được chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở phần bài tập. Chúc em học tốt. Như vậy thì còn phần bài tập với phần bài tập cuối chương nữa là xong em nhé. Bye bye em. Ok. Rồi, xin chào các em.